xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút nương tay? Xin hỏi anh là ai? Khước cho tôi xuống đường để bỏ bày tình yêu quê hương thành giấc đầu này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Các bước tôi trông chẳng tàu ngoài sông. Xin hỏi anh ở đâu? Sao bắn tôi bằng giọng nói dân tài? Giấc đầu anh ở đâu? Sao đã cấm làm anh sai cho thầu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể ngoài yên khi nước Việt Nam đang ngã nghiêng. Dân tộc tôi sắp phải đắm chìm một ngàn năm hay chiến trên tâm tôi. Tôi không thể ngoài yên để đời sống tôi ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Xin hỏi anh là ai? Sao bắt tôi làm điều gì sai? Xin hỏi anh là ai? Sao đánh tôi chẳng một chút thương tay? Khước cho tôi xuống đường để bỏ bày tình yêu quê hương này, dân tộc này đã quá nhiều đắng cay. Xin hỏi anh ở đâu? Các bước tôi trông chẳng tàu ngoài sông. Xin hỏi anh ở đâu? Sao mắt tôi bằng giọng nói dân tôi? Dân tộc anh ở đâu? Sao đang đắm làm tay sai cho tàu? Để ngàn sao ghi dấu bàn tay nào nhuộm đầy máu đồng bào. Tôi không thể tôi em khi nước Việt Nam đang ngã đắm chìm một ngàn sao hay chiến miệt thắng tôi. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Tôi buồn ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam. Tôi không thể ngồi yên để đời sau cháu con tôi làm người. Tôi ở đâu khi thế giới này đã không còn Việt Nam.